Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Game Over nha. Thì bây giờ mình sẽ làm đây, từ từ mình lên đi đã. Mình biết ở bên trên này nó đang là trời tối rồi. Rồi mình sẽ làm cái chỗ để làm bàn ép enchant nha. Nó gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, sáng mai mình sẽ đi giết bò để làm tủ sách. Giờ mình cần đi ngủ cái đã. Buổi sáng rồi làm gì để làm đúng không nào? Buổi tối thì mình nên đi ngủ. Không là để mấy con creeper nó vây đến nhà thì nhà mình nó lại nổ ra thì mệt lắm. Lúa đâu hết rồi? À đây rồi. Ủa? Sao cái chỗ này nó được như kiểu được sắp xếp vậy? Mình ta cất tạm cái này vô đây đã. Ra xem có lúa để thu hoạch chưa? À có rồi đây. Mình sẽ thu hoạch lên một ít. Xuống chuẩn bị thịt bò là vừa thôi. Cái chuồng bò tôi xây hơi bé cho nên là mình thịt sớm đi. Mình để lại lâu mệt lắm. Để nó rộng nó chặt ra chém bừa lung tung. Đó nhìn nè. À tôi vào tôi chém giết à. Đại khai sát giới. Úi giời. Úi giời. Đó, các ông nhìn nó chạy chưa? Mày không trốn được đâu. Úi giời. Cái gì mà chém cái một phát bao nhiêu con vậy? Cái gì thế này? Chém loạn hết lên rồi. Mày này. Từ từ, nó rối loạn quá mấy ông ơi. Đang chạy lung tung này. Rồi, đi tiếp con nữa. Thông cảm, chúng mày thông cảm nha, tao cần da bò nha. Chứ tao không muốn giết động vật đâu. À, 2, 4 rồi, giết con nữa. Sorry. Ơi, đứng yên. Cái lồng. Ôi cái đợt. Tôi đéo biết nên nói gì luôn ấy. Cái lồng bàn nhà nó. Thật sự luôn, cái lồng bàn nhà nó. Vì sao tôi lại ghét creeper là vì vậy đấy. Tôi viết tạm vô đã. Bà già nó chứ. Bực thế nhỉ. Má nó. Tôi vừa nhắc lúc nãy xong rồi. Trời ơi, vừa nói xong rồi. Biết đâu được con creeper nó nổ. Nếu ai ngờ được là nó nổ thật luôn chứ. Cay thật luôn. Tức cực luôn, công không hiểu đâu. Ờ ra luôn con này. Cay cực kỳ luôn. Công không hiểu, tôi ghét nhất trong các loại. Tôi ghét nhất là bị nổ tan nhà ra. Bắn lòng thật. May sao là mình còn có đá. Nào giờ mình lại phải làm xây lại cái chỗ này. Khổ thế cơ chứ. Sao lại. Are you kidding me? Mày. Oh what the. Mình đéo tin được luôn. Thật sự là đéo tin nổi luôn ấy mấy ông ạ. Ta nên làm gì với hai con chúng mày đây? Theo tao nào. Sao lại có thêm con này ở ngoài nữa vậy? Cái the fuck sao lắm vậy? Ôi giời. Ra hết à? Chúng mày ra kiểu gì vậy? Đi vào. Vào cho tụi nó vào nào. Vào đây mấy con kia. Mấy con ngu này đi dịch ra cho nó vào. Từng con đi vào. Không chen lấn xô đẩy. Chúng mày có định vào không? Chúng mày có định. Ơ kìa. Sao tôi ghét dụ bò thế. Cái con bò ngu này. Vào đây. Đi vào đây xem nào. Trời ơi. Rồi. Vì căn bản là tôi không thích giết mấy con bò con này. Vì nó còn đang lớn. Rồi hai con thông nhau ra ngoài hai đứa chúng mày chết chắc rồi đấy. Rượu mời không muốn uống rượu phạt à? Chết đi. Chết nó đi. Rồi đó. Gọi vào nó còn không chịu vào nữa. Nó vào là nó sống nữa đấy. Giết luôn cả gà đi. Rồi giờ mình đi lên mình ấy. Mình làm tôi có ít sùa kê bên trên rồi. Làm giấy làm sách thôi. Gỗ hình như cũng có trên đây luôn rồi hay sao ấy. Đây này, giấy này, nhiều chưa?
nung thịt lên đi. Sách thì ở đây mới có một quyển thôi, còn da bò còn không hay là có mỗi đống da bò này thôi? Chết cha, có mỗi đống da bò này mấy ông ạ, làm sách hết vậy. Rồi hết sạch luôn, được có 7 quyển. Khổ thế đấy. Và mình phải chăm chỉ nuôi bò hơn mới được. Nuôi bò thường xuyên thì mình mới có sách được. Và giờ tôi làm kệ sách thôi. Rồi đó. Đấy, ông thấy cho khổ chưa? Được có 2 kệ. Chả đáng cái gì luôn đấy. Thật. Chả đáng cái gì. Mày có đáng không hả trời? Nếu tôi không nhầm ấy, hình như cái này phải đặt ra một ô đúng không? Đúng không ta? Mình phải đặt nó ở ô này đúng không? Phải không? Tôi đoán đúng không nhỉ? Nên tôi... Đó. Chắc vậy, tôi chả biết nữa. Như ngày trước ấy, thì hồi 1.7.10 thì là phải đặt ra. Mà giờ thì cũng chả biết nữa rồi. Lâu quá rồi mà. Đấy, lại có lúa nữa rồi nè. Rồi thì lúa mình chưa cần làm, mà từ từ. Nếu mà được ấy thì chắc là mình sẽ đi kiếm cái làng mình lấy sách ở đấy cho nó tiện. Chứ còn nếu mà đợi được bò kia thì nó lâu lắm mấy ông ạ. Người ta sắp xếp lại cái túi đồ cái. Đó, có gỗ này, có đá rồi nè. Tiền cuốc kiếm này rồi. Mình làm lấy một cái cúp sắt nữa. Sắt đâu hết rồi. 1, 2, 3. Làm thêm một cái cúp sắt đi. Đó, ok, có sắt rồi. Nào, sắp xếp lại một tí. Làm thêm cái xẻng nữa. Xẻng thì mình chỉ cần xẻng đá thôi là đủ rồi. Những dụng cụ cần thiết đã có rồi. Đó. Cái này chắc chả cần cất vô đây. Mình có cái khiên nữa rồi mà. Chả cần nhiều đâu. Cần thế này là đủ rồi. À, tôi chưa biết là mình nên làm gì nữa. Thì trong lúc làm cái... Xem chỗ này phong cảnh có đẹp không đó. Tôi đang tính xây một căn nhà gần chỗ hồ này. Đang tính xây một căn nhà gần chỗ hồ cho nó đẹp. Phong cách mát mẻ các ông hiểu không? Ơ kìa, con zombie kìa. Ủa, nó cháy mãi vậy hả? Mày không chết hả? Ua, con này trâu vậy. Ngu người. Nổ đi, tao sợ gì mày. Kìa, lắm chưa kìa. Người tôi đang tìm chỗ cảnh đẹp. Ở đây lắm gà đấy. Mình giết vợ đi, mình lấy lông gà đi. Sau này mình còn làm cung nữa mà. À mà hình như mũi tên giờ nó đâu có cần dùng đến lông gà đúng không? Ờ, người ta xem thử cái mũi tên này mà. Mũi tên giờ nó dùng... Mũi tên đâu ta? Mũi tên đâu, cái này là cung mà. Cái này là cung mà. Đâu có mũi tên đây đâu. Mũi tên nó nằm ở phần nào kìa. Ủa, tôi tưởng ở đây này, mũi tên đây. Mũi tên, à vẫn cần dùng lông gà. À đúng rồi, tôi nhầm mấy cái phiên bản cũ trước đây, cái phiên bản lâu lắm rồi của Minecraft cơ. Mà nó chỉ dùng có mỗi sắt về ấy thôi. Sắt với cái gì nhỉ, sắt với đầu, gậy với sắt, gậy với sắt để ra mũi tên đúng rồi. Đó. Nhưng mà cái đấy lâu rồi, phiên bản đấy lâu rồi. U, nhìn cái nhà mình đẹp phết á. Đó, giết vợ gà đi. Đấy, chắc là tập sau rồi tôi sẽ xây cái ở đây này. Xây một căn nhà ở đây thì trời, các ông nhìn này. Nắng nóng như thế này xây. Ui giời. Đấy, vừa nói xong trời nắng nóng rơi luôn xuống dưới này. Trời nắng nóng như thế này, mình nên xây một căn nhà ở chỗ này. Đúng rồi, quá đẹp luôn. Đấy, tôi nảy ra cái ý tưởng xây cái nhà đấy là vì hôm qua lớn đầu rồi nhưng mà vẫn xem Doraemon. Ngồi xem xong cái thấy thằng Sunio ấy, cái thằng mỏ nhọn ấy, đấy, đi tắm biển mát mẻ quá. Mình quyết định là mình sẽ xây một căn nhà gần đây cho nó mát mẻ. Tóm lại là tập sau thì phổ biến tập sau là cũng như vậy.
Hay là mình có một số việc cũng sẽ nói đến với các bạn, nhưng thì mình sẽ dành cái việc quan trọng đấy ở cho một video riêng nha, chứ mình không nói trong lúc đang quay này. Thì việc đấy nó không phải là việc gì vui đâu. Ê à, sắp toàn rơi vậy. Ăn cái đó. Việc đó nó không phải là việc gì vui, cho nên là trong video này mà nói ra thì nó không vui vẻ lắm đúng không nhỉ? Cho nên là để video sau. Đấy, mình đại khai giết được khá gà, được bao nhiêu lông? 8 lông mà. Nhưng mà không đủ để mà giết được dòng Ender thì có mấy mũi tên này thì không đủ được. Gà nữa này. Một chém chết luôn. Thì tôi không biết, à đúng rồi, cái hạt ca cao này làm bánh được này. Ông nhìn trời tối rồi đấy. Chắc là mình cũng về thôi. Đù đứng lại mày. Đó, tập sau sẽ lại xây vậy. Tập sau sẽ xây với lại cái video về Show Art Online kia thì mình vẫn sẽ làm tiếp nha. Ok, video kia thì được. Tối nhanh thế. Tối om rồi này. Video Show Art Online kia thì được khá nhiều người thích. Khá là nhiều lượt share. Mặc dù lượng dislike thì cũng lớn vãi linh hồn ra. Nhưng mà không sao. Video mà chỉ cần được nhiều bạn biết, nhiều bạn xem là mình đã thấy vui rồi. Dislike hay like không quan trọng. Nếu mà like nhiều thì cũng tốt. Mà thôi dislike thì cũng không sao, đâu có việc gì phải buồn với mấy cái điều đấy đâu. Mình làm vì đam mê mà, làm vì ưa thích mà. Đâu đây, đâu đây? Đâu đây? Đâu đây? Mày ở đâu đây? Ủa nó ở đâu vậy? Ôi tôi nghe tiếng con zombie mà. Ở đâu vậy? Chỗ quái nào vậy? Vừa nghe thấy tiếng nó ở đây xong mà. Đó nè. Có ông nào nghe thấy không? Ở đâu nhỉ? Ô đấy, này. Tiếng nó gần lắm luôn. Hay ở đây? À bên dưới đây này. Ô con Ender. Mình cần qua thịt con Ender này. Mình cần lấy mắt Ender mà. Mình cần lấy mắt của nó. Mắt của nó có nhiều tác dụng lắm. Không biết kiếm sắt có đủ để thịt được nó không. Đến đây, come on. Tao sẽ chơi với mày. Ngon đánh đi. Oh the fuck. Ngu người. Đánh đi con trai. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Ngu người. Đấy, có cái khiên đánh nhau thì nó dễ không? Đấy, được một cái mắt Ender này. À nhầm, cái ngọc. Thì sau này mình sẽ lấy que quỷ lửa để làm thành mắt sau. Có nghĩa là mình bắt buộc phải xuống địa ngục đấy. Bà già nó. Tôi ghét điều đấy. Có con Slam này, mình giết Slam luôn, kiếm tí đồ. Từ từ tôi thịt luộc con này đã. Mày nghĩ mày mặc giáp mà tao sợ? Mày mặc giáp mà tao phải sợ? Không được gì à? Chán đi. Sao Slam đi nhảy xuống dưới này? Ai ơi, ai ơi, ui nó đánh đau quá. Lên đây, vào đây, ông chơi nhau với từng thằng luôn. Vào đây, vào đây, vào đây. Định cắn lén tao à? Mày định cắn tao à? Đồ mất dạy. Tranh thủ lúc tao đang đánh nhau cắn lén tao. Ủa, Slam đâu? Đâu hết rồi? Ủa, đi đâu hết rồi? Không sao, mình được 4 cái là cũng đủ rồi. Tôi nghĩ là mình nên đi về thôi mấy ông ạ. Đi về thôi, đi về thôi. 4 cái là quá đủ rồi, không cần nhiều đâu mà. Thì Slam này làm gì? Làm phít tông dính. À đây, từ từ tôi giết nốt con này. Lại có con Creeper nữa kìa. Thì luộc nốt con này. Đó, chém bỏ bàn ngay. Con Creeper kìa, nó đang đứng nhìn tôi kìa. Cắm cái đuốc vào đây cho nó sáng, cho cái vùng xung quanh nhà mình nó sáng lên thì mới không sợ quái vật nó đến đâu ạ. Nổ đi mày, ngon, nổ đi. Úi giời, đỡ kịp.
May sao đỡ kịp ấy. Đó, mình cắm mấy cái này vào đây này. Đốt cho khu vực nhà tôi nó sáng tưng bừng lên. Chắc lần sau tôi phải làm một đống đuốc thôi. Đấy, còn mỗi cái. Rồi đó, nhà tôi sáng hẳn. Ông nhìn không? Sáng hẳn luôn. À, từ từ tôi xuống tôi thu hoạch thử xem. Lại nghe tiếng zombie ở đâu đấy. Nó ở quái đầu ấy. Đó, ông nhìn chưa? Thấy nhiều không? Thu hoạch một ít. Mình sẽ làm cái dàn pha chế thuốc nữa mà. Cây, các cây nó lớn nhanh quá. À, lấy cây này được rồi này. Cái này. Đây này. Thì mình tạm thời mình cứ để ở dưới dương này thôi. Không cần nhiều đâu mà. Để đấy đã. Tôi vẫn thấy cái khu này đẹp thế nào nhá. Sau này là tôi phải làm nhà kiểu này thôi. Kiểu lấy đá phát sáng về làm này này. Thật sự nhìn nó sáng hẳn luôn. Hay là tôi thay mấy cây nến ở trên nhà bằng cái loại đá phát sáng đấy nhỉ. Cả căn nhà sáng tưng bừng lên. Cái này đuốc nó cứ cảm giác nó cứ tối tối sao ấy mấy ông ạ. Thì đó, thì nếu các ông thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại một sub, một like, một share nha. Mình rất cảm ơn và vui vì điều đấy vô cùng luôn. Còn cái video kia tuy là ăn hơi nhiều dislike tí nhưng mà thực sự là có nhiều bạn cũng inbox ở trên fanpage bảo anh cứ tiếp tục làm cái đấy đi. Mình rất, thực sự là mình rất là vui. Mình nghĩ rằng là cái series đấy sẽ không được nhiều bạn thích đâu. Nhưng mà thực sự là vui, vui lắm rồi. Thì mong mọi người vẫn tiếp tục sub, like, share. Mình vẫn sẽ làm Minecraft đều đặn và cái kia đều đặn nha. Còn cái thông tin về cái chuyện gì thì mình sẽ nói ở trong một video riêng nha. Ok, thì nào các bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một sub, một like cho video này nha. Và đừng quên nhớ nhất là việc share video cho nhiều bạn nha. Mình cảm ơn và rất vui vì điều đấy vô cùng luôn. Thank you và cảm ơn mọi người rất nhiều trong những khoảng thời gian qua và đã ủng hộ mình nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.